Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Một năm trước đây thì Jizu đã cho ra đời chiếc gimbal điện thoại nhiều nút, nhiều chức năng nhất thế giới của mình. Đó là chiếc Jizu Smooth 4. Và bây giờ đây, một năm sau thì Jizu lại cho ra đời một chiếc gimbal điện thoại nữa. Đó là chiếc Jizu Smooth Q2. Và đây có thể gọi là bản nâng cấp đầu tiên của Jizu Smooth Q. Vậy thì chúng ta cùng đi tìm hiểu xem chiếc gimbal này có cái điểm gì khác biệt so với những chiếc gimbal khác trên thị trường hiện nay mà nó lại trở nên hấp dẫn như vậy. Nào, chúng ta cùng đi thôi. Và ở đây lại có một cái cổng nữa là micro USB. Và chiếc gimbal này thì vẫn có cái thiết kế là ba trục chống rung. Đây một trục này, đây trục thứ hai và đây trục thứ ba. Đó, thì cái trục này nó được làm liền vào cái trục thứ hai này luôn, chứ nó không có dư ra một đoạn nữa, giúp cho cái chiếc gimbal này của chúng ta sẽ nhỏ gọn đi rất là nhiều. Và chúng ta khi mà chúng ta gập lại nó chỉ có như thế này thôi, rất là nhỏ. Và tiếp theo, chiếc gimbal này tuy đã bị loại đi những cái khóa trục giống như ở trên chiếc Smooth 4, nhưng mà thay vào đó thì cái trục motor này nó đã có khóa sẵn ở đây. Khi mà chúng ta mở khóa ra như này và khi mà chúng ta khóa lại, đó, nó sẽ có một cái cực một cái như này, sẽ có một cái lẫy khóa ở đây, nó sẽ tự động giữ cái chiếc gimbal của chúng ta lại chắc chắn hơn, nó sẽ không bị lỏng lẻo nữa. Đó, rất là hay. Và với thiết kế của chiếc gimbal này, nó là nhôm vô cùng là chắc chắn, các bạn có thể thấy ở đây. Đó, và ở cái vị trí tay cầm chúng ta sẽ có phủ cao su như này, rất là mềm, rất là mịn, cao su nhám. Đó, và cái trọng lượng của nó thì cũng vô cùng là nhẹ thôi, với cái thiết kế nhỏ gọn như này và với cái trọng lượng chỉ vào khoảng 400g, chúng ta có thể dễ dàng bỏ vào túi quần và mang đi. Rất là tiện. Tuy nhiên chúng ta không khuyến khích là cái việc làm như thế, bởi vì là khi mà chúng ta bỏ vào túi quần và di chuyển mạnh như thế thì những cái motor của gimbal rất là dễ bị ảnh hưởng. Ở bên dưới đáy này sẽ là phần pin. Pin của chúng ta sẽ đặt ở trong này và chúng ta có thể tháo pin ra được. Đó, cái nắp pin này. Và đây là cục pin của chúng ta, rất là to. Cục pin này thì có dung lượng lên đến là 4.500 mAh. Và theo nhà sản xuất công bố thì
viên pin này có thể sử dụng trên chiếc ZenFone Q2 lên đến tận 17 giờ. 17 giờ nha các bạn, rất là lâu. Và chúng ta có thể tha hồ quay phim trên chiếc Q1 này mà không hề lo hết pin. Và đây, đây sẽ là một cái điểm mà cải tiến vô cùng là đáng giá và thông minh trên chiếc Q1 điện thoại này. Đó chính là chiếc kẹp điện thoại. Thì thay vì nó có một cái kẹp cố định ở đây thì chúng ta có thể tháo ra được khi mà chúng ta đang sử dụng. Ví dụ như là khi chúng ta đang quay, chúng ta có điện thoại chẳng hạn, chúng ta có thể dễ dàng tháo ra và nghe điện thoại, sau đó thì lắp vào quay tiếp. Hoặc là chúng ta đang quay những cái cảnh gimbal, chúng ta muốn tháo ra, chúng ta quay những cảnh handheld, chúng ta phải tháo ngay ra và quay xong rồi lại lắp lại, không cần thiết phải cân đi cân lại nhiều lần nữa, rất là hay. Và sau khi mà cân xong rồi, chúng ta sẽ đưa cái kẹp này vào đây, đó, đưa vào và kéo lên, sau đó thì gạt lên khóa này lên. Vậy là xong. Quá là đơn giản khi mà chúng ta muốn cân một chiếc điện thoại lên đây và muốn tháo ra, chúng ta chỉ cần gạt cái lẫy này ra và đưa nó ra, thế là xong. Rất là hay, rất là thông minh. Ok, và bây giờ thì tôi sẽ cân chiếc điện thoại của tôi lên đây và cùng xem là cái mốt cũng như là khả năng hoạt động nó thế nào. Chúng ta sẽ phải cài cái app có tên là ZE Play, giống như trên SmoothQ hay là SmoothQ Smooth 4. Ở đây thì nó sẽ có cái hướng dẫn cho chúng ta này. Full Camera Direction, tức là cái hướng camera của phone điện thoại chúng ta sẽ để theo hướng này. Sau đó thì dựng chiếc cái này lên và chúng ta sẽ đưa vào cái lẫy này. Rất là dễ dàng. Sau đó thì kẹp lại. Đó. Chúng ta lưu ý khi mà cân cái chiếc điện thoại này, đó là nếu như mà cái đầu nào mà nó nặng hơn ấy, thì chúng ta sẽ phải đẩy cái điện thoại nó về đầu ngược lại. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ ngửa nó lên và cân tiếp cái trục dọc này. Và bây giờ tôi đã cân thành công chiếc điện thoại của tôi lên ZenFone Q2 rồi. Okay. Rồi, vậy là tôi đã bật được chiếc ZenFone Q2 này lên. Đó. Và tôi đang để là chế độ chế độ pan follow. Anh chúng ta có thể thấy đây là chế độ pan follow. Ấn một lần nữa nó sẽ chuyển sang chế độ lock, tức là nó chỉ lắp về một hướng thôi. Đó. Tiếp theo đó là chế độ full follow. Khi mà chúng ta đưa lên, đưa xuống, sang trái, sang phải, mà nó đều đi theo. Đây là chế độ full follow. Tiếp theo là chế độ POV. Thì chúng ta có thể tưởng tượng như kiểu chế độ FPV ở trên những cái chiếc gimbal của DJI. Đó. Tất cả các trục nó đều follow theo. Và chúng ta sẽ có 3 chế độ quay, đó là chế độ quay ngang, chế độ quay dọc hay là chế độ quay thấp. Đó, điều khiển giữa các mốt rất là dễ dàng. Và trong cái chiếc gimbal này chúng ta thì sẽ không kèm nó chân máy, tuy nhiên thì nó lại có thể tự đựng được. Đó, chúng ta sẽ không phải mất tiền bỏ ra để mua thêm một chiếc chân máy nữa. Tuy nhiên nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể mua thêm những chiếc chân máy để có thể nâng cái độ cao của chiếc gimbal này lên cho nó tự đứng một cách chắc chắn hơn. Bởi vì ở dưới này nó vẫn hỗ trợ chúng ta chân ốc 1/4, dễ dàng bắt được tất cả các loại chân máy hiện nay trên thị trường. Có một số điểm mà tôi vẫn chưa hài lòng trên gimbal này, đó là so với giao diện của chiếc gimbal thì có rất là nhiều chức năng rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn điều khiển những cái chức năng, chúng ta lại phải thao tác trực tiếp trên màn hình điện thoại, chứ không thể thao tác trên gimbal như chiếc Smooth 4 được. Cá nhân tôi thấy chiếc Smooth 4 vẫn đem lại chúng ta khá là nhiều những sự tiện lợi. Đó, chúng ta chỉ cần điều khiển trên gimbal này thôi, không cần thò tay lên điện thoại nữa. Thay vào đó chúng ta đã đổi về được cái sự nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn ở đây. Cái phần tay nắm chỉ vừa tay tôi cầm thôi, nó không dư ra nhiều lại. Tay ngắn này rất là ngắn. Ok, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng mang chiếc gimbal này ra ngoài và đi quay thử những cái shot hình như mọi khi, để xem là cái khả năng chống rung cũng như là giới thiệu với các bạn một số những cái mốt trên chiếc gimbal này. Nào, chúng ta cùng đi thôi.
giờ tôi sẽ thử chạy. Mình sẽ ấn quay này. Nó chạy thử xem là cái shot hình của chúng ta có bị rung hay không. Thật sự là khi mà tôi chạy về cái vận tốc như thế và tay rung rất là nhiều, lát nữa tôi thử xem lại cái clip ở trên chiếc Osmo Action của tôi xem là nó có rung như vậy không. Nhưng mà tôi thấy là trên clip quay trực tiếp trên chiếc Zito Sport Q2 này không hề rung một chút nào. Vừa xong là một cái bài mở hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc Zito Sport Q2 với những cái ưu điểm của nó như là thời lượng pin lâu lên đến 17 tiếng, thiết kế thì siêu nhỏ gọn, có thể đút vào túi quần và mang đi, cộng thêm vào đó là cái gá kẹp điện thoại siêu thông minh và tiện lợi này và khả năng chống rung thì thật sự vô cùng là kinh điển nữa. Vậy thì chúng ta liệu có lựa chọn chiếc Zito Sport Q2 này không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới chúng tôi biết nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn thì cũng đừng quên để lại một like cũng như là subscribe kênh để chúng mình có động lực làm thêm những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.